mình bỏ đồng tiền ra mình có quyền. Và ngược lại, tụi em có kiến thức, tụi em có nghề nghiệp ổn định, tụi em cũng có quyền chọn lựa vậy. Còn mà chọn ngu thì mày chịu thôi, chứ giờ mày chọn ngu thì tôi cứu. Người ta ao ước có được cái hộ khẩu Sài Gòn. Vậy thì cái hộ khẩu Sài Gòn là gì? Đây là hộ khẩu Sài Gòn. Trên các căn cước công dân của bạn ghi rõ ràng là nơi thường trú. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Xin chào các bạn. Hôm nay Duy Nguyễn sẽ trình bày với các bạn một cái đề tài là cái cách mà để cho sinh viên nghèo nhập cư có nhà và hộ khẩu Sài Gòn. Thế đề tài nóng không? Cực hot, cực nóng. Nóng quá. Giảm máy lạnh giùm anh chút. 3 độ đi, 20 đi. Nóng chịu không nổi ông ơi. Tại sao phải có nhà Sài Gòn mà không ở chỗ khác? Tại Sài Gòn đẳng cấp thế thôi. Yes. Đúng không? Biết bao nhiêu thế hệ thanh niên người ta ao ước có được cái hộ khẩu Sài Gòn. Vậy thì cái hộ khẩu Sài Gòn là gì? Đây là hộ khẩu Sài Gòn. Trên các căn cước công dân của bạn ghi rõ ràng là nơi thường trú. Nơi thường trú nha, chứ không phải tạm trú nha cha. 107 đường số 6 Bình Trị Đông B, Bình Tân. Mà bây giờ Duy Nguyễn nhiều nhà tới nỗi muốn thường trú chỗ nào cũng được hết. Bây giờ ông thích qua quận 7, thích qua quận 12, thích qua quận 9, thích đâu đi đó. Còn ngày xưa Duy Nguyễn hộ khẩu Bến Tre. Vậy thì hộ khẩu Sài Gòn được cái gì? Đúng không? Được là người Sài Gòn chứ lại gì? Đó. Hộ khẩu Sài Gòn nó mạnh lắm mấy bạn. Bạn cầm cái hộ khẩu Sài Gòn mà đi xin cái passport Sài Gòn. Cái passport đó ra đường Nguyễn Trãi là. Thì bạn cầm cái đó đó, bạn đi xin visa nó dễ đậu hơn. Visa là cái gì? Là tờ giấy thông hành để bạn đi ra nước ngoài. Nó dễ đậu hơn mấy chỗ khác. Nó tại vì người ta xác định rằng cư dân ở thành phố Sài Gòn này á, nó là đẳng cấp nhất Việt Nam vậy. Không cãi nha. Không cự nha. Nope. Cái này là tại vì Duy là người Sài Gòn, Duy nói vậy đó. Các bạn không được cự à. Cự là mất tình cảm nha. Duy chỉ nói là hộ khẩu Sài Gòn đẳng cấp nhất Việt Nam thôi nha. Chứ Duy không nói là hộ khẩu Sài Gòn hơn cái chỗ nào nha. Nên các đồng chí hết sức là bình tĩnh nha. Hết sức là bình tĩnh. À. Vậy thì đó là cái mục tiêu chính đáng của tất cả mọi người. Bà thấy không, biết bao nhiêu người từ cái miền khác đi chạy vô Sài Gòn để chi ăn học ở lại. Ăn học xong mà kêu nó về đó, không về đó mà. Không những không về còn rước cả gia đình vô đây nữa. Đó là thực tiễn. Vậy thì chúng ta làm một cái chủ đề về nội dung làm sao để có được cái hộ khẩu Sài Gòn và làm sao để có được nhà Sài Gòn. Nó giống như Mỹ vậy bạn. Làm sao có được hộ chiếu, làm sao có được cái hộ chiếu đại bàng. Trời ơi. Thì nó giống y như cách bên Mỹ thôi. Bạn chạy vô Sài Gòn được thì bạn cũng đã hình mường tượng được đường bạn chạy qua Mỹ rồi đó. Nhưng mà tôi không khuyên các bạn chạy qua Mỹ nha. Cái đó là chủ đề của một video rất khác, rất xa. Còn hôm nay là chủ đề là mua nhà với hộ khẩu Sài Gòn. Thì khi bạn có nhà chắc chắn là bạn có hộ khẩu. Còn bạn không có nhà, bạn có hộ khẩu vẫn được nữa. Em nào có nhu cầu comment ở dưới, anh chỉ luôn. Có nào bị lên phường không ta? Tại vì biết sao không bạn? Bây giờ chính sách là chính sách giãn dân số. Đúng không? Giãn dân số, cho dân số về quê bớt này nọ kia. Mà đi làm video này giống quảng cáo Sài Gòn nhiều quá. Chạy vô đây đông 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 lên này nọ nữa, có thể nào... Cũng hơi nhạy cảm hen. Nhưng thôi, ước mơ mà. Cuộc sống chúng ta phải có ước mơ. Chúng ta phải sống ở thành phố, chúng ta mới phát triển được. Còn các bạn đã có tư tưởng về quê thôi, mấy đối tượng đã không bàn, đi ra. Nó hồi mới công cái lộn. Nó hồi mới công cái lộn. Đúng không? Ở dưới quê đó người ta phấn đấu để người ta lên gì đô thị lộ 1, lộ 2, lộ 3. Bây giờ ông ở Sài Gòn chê ông ba về quê. Không nói chuyện được mấy em. Những cái đối tượng đó anh khuyên các bạn thật luôn. Nó có tư tưởng đó, đi ra đừng nói chuyện với nó hồi cái lộn à. Tôi kinh nghiệm mà, tôi biết lắm, tôi biết hoài luôn á.
nó thằng nào mở mỏ đâu, Sài Gòn ô nhiễm này nọ, Sài Gòn xô bồ, Sài Gòn ứ cái tình người này nọ, Sài Gòn sống thực dụng, Sài Gòn hai hàng xóm không đi nhậu được, thôi mấy con đó về quê sống đi. Nó còn cái lộn đó, đừng có nói. Biết vậy thôi mình, mày nói đúng á, thôi tao có việc hẹn rồi, tao bạn tao vợ tao kêu hay gì đó ha. Đi massage, mấy tao phòng gym tao đóng cửa, ai chết mẹ phòng gym tao có thằng kia quậy thôi đó, tao về. Chạy lẹ đi. Đó là kinh nghiệm sống. Thôi nói tóm lại vậy, muốn vô Sài Gòn được thì phải giỏi cái đã. Mình phải nói vậy đó mấy em, chứ dân Sài Gòn bây giờ mình muốn thành phố phát triển mình phải thu hút nhân tài, Muốn vô Sài Gòn phải giỏi, các em có thể nghèo nhưng mà các em không được ngu. Đó. Các em phải giỏi thì các em có được cái nhà thành phố Hồ Chí Minh này, ok. Đó là cái hướng đi. Anh tư vấn cho nó mang tính chất khách quan. Chứ bây giờ nói em đẹp trai, giờ em kiếm nhỏ nào xấu em phang nó rồi em lấy tài sản được không anh, thôi kiểu đó chơi giống bền em ơi. Kiểu đó không tư vấn được nha. Cái đó nó không mang tính chất đại trà. Vậy thì á, học ráng học dưới quê cho nó giỏi đi, vô Sài Gòn đi thi, ráng đậu đường công, học hành cho nó giỏi ABC để chi tốt nghiệp ra trường, đi xin việc làm. Tại sao phải nói cái bước này? Tại vì tụi em phải xin việc làm tụi em có tiền chứ, vợ nhà trọ không thấy khổ chứ bà nội chưa? Thấy ở nhà trọ nhục không? Trả lời thật đi, comment dưới coi. Mẹ nhà trọ mấy bao nhiêu triệu một tháng mày cũng nhục hết á. Chủ nhà đó có quyền có đuổi bất cứ lúc nào. Em nên nhớ, nhà trọ thành phố Hồ Chí Minh này á, là cái cung nó không bằng cái cầu. Nên nhớ, tụi em á từ đi kiếm nhà trọ tụi em thấy khổ chưa? Có bao giờ chủ nhà nó vô nó mời ở không? Vô gặp mặt lạnh như tiền á. Khó lắm em. Nhu cầu người dân ta vô Sài Gòn ngày càng đông. Mà nhà cửa thì nó có quyền chọn lựa. Thằng nào trả mắt tao cho ở, thằng nào đàng hoàng tao cho ở kìa. Đó. Tao cho thành phố cũng phức tạp ở, này nọ vô cả lộn rồi lùm la hết thì phức tạp nữa. Tính hết. Nên chúng ta phải thoát khỏi cuộc sống ở nhà mướn, mà chúng ta phải chuyển qua cuộc sống ở nhà mua. Mà để làm được cái chuyện đó đó thì các bạn cần phải giỏi. Các bạn giỏi thì cái Sài Gòn này nó tạo ra một cái vùng đất cho các bạn kiếm tiền. Mà không có nơi nào trên đất nước Việt Nam này có thể kiếm tiền tốt hơn Sài Gòn. Chắc chắn với bạn luôn, tại Sài Gòn là một cái đô thị dịch vụ. Đúng không? Tất cả những quán xá Sài Gòn nó mở này nọ là full khách. Gym phát triển nhất ở Sài Gòn, quán ăn phát triển nhất ở Sài Gòn, karaoke phát triển nhất ở Sài Gòn. Còn những cái chỗ khác làm công nhân thấy mẹ. Đúng chưa? Cái yếu tố đó là Sài Gòn mãi mãi là cái điểm, cái cục nam châm, nó thu hút dân nhập cư. Đó, tụi em phải học giỏi, tụi em ra trường làm tháng 15 củ. Đặt target đi, còn mấy thằng học yếu hơn, thấp hơn, cái đó không bàn, đúng không? Cái đó không bàn, anh đang nói ở đây là các em phải giỏi. Còn ví dụ như trong hoàn cảnh tụi em nửa đường gãy gánh hay là học nhầm cái trường cùi hay là học loại nó không được khá thì kiến thức nó yếu yếu rồi ngoại hình nó xấu gì đó, chuyện nó tùm lum hết. Nên chúng ta phải nghĩ tới một cái kết quả, từ đó nó tốt đẹp và nó khách quan. Bây giờ bạn á, bạn đi học đại học ra trường tháng là mới vô sự việc 10 triệu. Chuyện đó chuyện bình thường. Nhất là mấy thằng IT. Đúng không? Mấy thằng IT mà vô FPT mà làm còn nhiều. Vô Havinas, vô TMA, thiếu cha gì ngành, thiếu cha gì trường, đúng không? Anh không còn nói mấy cái vị trí quản trị kinh doanh này nọ, vô làm đệ tử sếp, thư ký sếp hay là gì đó, anh không có nói, khoan nói đó. Anh nói cái công việc mẹ làm cu ly thôi, là làm IT. Bây giờ dân IT nhiêu? Dân IT giờ ra 10 triệu là chuyện bình thường, đúng không? Mà chỉ ở Sài Gòn này nó có thôi, nó làm outsourcing cho nước ngoài, nó làm outsourcing cho tư bản, đúng không? Cái thằng tư bản nó thuê một thằng kỹ sư Mỹ trắng, nó trả cho thằng đó 100.000 đô một năm là nhiêu tiền rồi. Oh my god. Nó qua nó thuê thằng Việt Nam, nó trả cho 1.000 đô một tháng, nó lời chết mẹ luôn. Đó là lý do là làm IT là làm cu ly thôi, nhưng mà sống được lắm em. Còn ăn ngoài nữa, ăn ngoài không bàn, chỉ nói chỉ ăn lương thôi đó. Nên giờ thằng trai xác định với anh, nó ra trường 10 triệu ok chưa, làm một năm điều lời 15 triệu ok chưa. Bây giờ nhỏ con gái dở hơn, cho mày làm 10 triệu thôi, ok chưa? Đúng không? Đúng chưa? Rồi hai đứa bay giờ cưới nhau đi. Cưới nhau đi làm chi? Để gia đình cho tiền chứ làm chi? Đúng không? Còn con nhỏ nó nghèo quá, đừng cưới mày ơi. Nó thiệt á, vẫn chịu. Bây giờ tao nói mày nghe này, hai đứa nghèo thấy mẹ cưới làm gì? Cưới nhưng mà nhìn tương lai nó mù mịt luôn á. Ít ra phải chút, không cần giàu, phải có chút đỉnh, đúng không?
Bây giờ hai đứa, ủa hai đứa anh nói thiệt mày luôn, nó giảm chịu mày. Anh là dân kinh doanh, anh nói chuyện nó phải khách quan, chứ anh không có đưa tụi em vào ngõ cụt được, tụi em thông cảm nha. Còn tụi em lì á, tụi em cứ cưới thoải mái. Câu chuyện sau này gia đình nó còn phát sinh nhiều cái. Thai nghèo quá, đó. Ăn cháo, ăn chè, ăn cơm, ăn nước, ăn hết đi. Ăn cho no đi. Rồi xong chia tay. Kiếm hai thằng giàu hơn quen. Ok. Thế thôi. Đúng không? Con nhỏ nghèo kiếm thằng kia nó giàu hơn chút xíu quen. Còn con nhỏ con kia kiếm thằng giàu xíu quen mà mình nghèo hơn người ta thì nhịn người ta. Người ta có nói nặng chút xíu rồi mình tự gái. Đúng không? Rồi ok, gắn quen đi để có được cái background căn bản. Các em phải có được cái base căn bản chứ giờ các em đi làm có mình các em về nuôi mấy đứa em nữa là thôi cuộc đời đó thôi rồi không còn gì để tính luôn á. Cuộc đời đó thôi đi qua Mỹ cạo neo luôn đi. Nói thiệt chứ. Nên anh nói với em câu rất là nhiều lần rồi, mình nghèo quá là lỗi định mệnh mà hả. Còn mà cha vợ, cha mẹ vợ nghèo lỗi mày. Mày có quyền mày chọn vợ mà. Mày có quyền mày chọn cha mẹ vợ mà. Đúng không? Ngược lại con nhỏ kia có quyền chọn chồng mà. Có quyền chọn cha mẹ chồng mà, thì kiếm người bách rau siêu để cưới. Cưới chi để của hồi môn ba ơi. Của hồi môn tính tới cái nhà cho nó thoáng cái đầu, hiểu không? Còn nếu mà không có của hồi môn tính cái nhà nó mất hết 3-4 năm nữa. Tại sao? Đơn giản thôi, giờ cưới nhau đi. Đi mua cái chung cư mày. Ở chung cư đi đừng có cãi. Lý do ở tại sao ở chung cư thì video sau nói. Phải nói một video nó dài quá. Anh chỉ tụi em cái cách có nhà. Ok chưa? Bây giờ tụi em mua chung cư. Chung cư Việt Nam á thì tùy tụi bay ở, gia đình tụi bay muốn đẻ mấy đứa. Rồi nội ngoại hai bên vô chơi không? Ví dụ giờ anh ví dụ đi ha. Cái chung cư ở quận cỡ như quận Anh đi. Quận Anh hay quận 12 hay là cái gì? Nào nữa ta? Phường 15 quận Tân Bình hay nói chung là mấy chỗ mà đứng trung tâm vô quận 1 cho bố. Đó. Mình mua mình ở xa xa xíu ba ở ngoại ô, không phải ngoại ô mà nó dạng dạng như nó gần gần ngoại ô. Chỗ đó là dân cư đó ông yên tâm không có giới thiệu chỗ cùi đâu. Ở chung cư sao cùi được. Thì bây giờ cái chung cư cứ cho là 1.5 tỷ đi. Đúng không? 1.5 tỷ là ok rồi. Tớ thiệt cái mày chung cư 1.5 tỷ ở bao ngon, 3 phòng. Hai phòng ngủ, 1 phòng ăn. 1 phòng ăn, 1 phòng khách. Phòng ăn là nằm trong cái bếp luôn đó ba. Chung cư đó gần 100m rồi. Đúng không? 100m2, chung cư 3 phòng. 2 phòng ngủ. Hợp lý chưa? Phòng tắm 2 phòng luôn. 1.5 tỷ à. Trời ơi, tao có mấy chục chung cư cãi gì. Anh mày đầu tư chung cư hơi bị ác á. Rồi cho mày sang luôn, thôi giờ mày mua luôn 2 tỷ đi. Cho nó gọn, chịu chưa? Ủa mà 2 tỷ là hơi bị đại gia rồi đó. Hồi nãy tao nói mày nhiêu rồi, lương mày 15 triệu, lương vợ 10 triệu đúng không? Ok chưa? Thì hai đứa bay ở nhà mướn cái nhà phải gần 10 triệu rồi. Chứ còn gì nữa. Hôm nay tao bay ở cái phòng trọ 1.5 triệu công nhân ở. Tính cái đó sao tính được ông nội? Mày làm gì á? Mày làm IT, con nhỏ vợ mày làm văn phòng. Hai đứa bay dù gì cù cù cũng có địa vị xã hội vậy. Ở cái phòng trọ 1.5 triệu hả? Không ở được. Mà mình ở vậy mình tốn tiền thuê, thà mua luôn. Mà tại sao mua? Mình mua có được hay không? Được sống được. Hai đứa bay cưới rồi đúng không? Không lẽ giờ cưới rồi hai bên không cho được trăm nào hả? Thôi vậy mày đám cưới ngu như quỷ. Mày đám cưới mà hai bên không cho được trăm nào hết trơn. Hai đứa bay thôi. Quá đi từ từ đi. Cưới ngu. Đúng không em? Rồi giờ nó mới tính nè. Giờ 2 tỷ, chung cư 2 tỷ đúng không? Chung cư 2 tỷ mà tụi bay đi làm vậy là tụi bay vay ngân hàng được á. Tại sao bay được? Tại hai đứa bay có nguồn thu ổn định. Tụi bay có hai nguồn thu ổn định, tụi bay chứng minh là qua ngân hàng, công ty các em trả lương qua ngân hàng là được 25 triệu đúng không? Là hàng tháng tụi em có 25 triệu, ngân hàng nó sẽ cho em bay á. Mua cái nhà để ở. Mua cái nhà để ở trả chừng 15 năm thôi. Hoặc là 10 năm. Tao cứ cho là tụi bay còn đi chơi bời nhọn nhạc nữa, karaoke, ca củng nữa. Thì trả 15 năm. Mà khi trả 15 năm, nhà lên nhiêu? Cấp 1.5, 10 năm lên 1. Tính vậy đi. Đúng không? Vậy thì anh tính cho mày bỏ vô đầu tiên, mày bỏ bao nhiêu tiền để mày mua được cái nhà. Và hàng tháng mày trả bao nhiêu tiền để mày có cái nhà. Nha. Thí dụ như 2 tỷ. Nhà thì để vô... cứ cho là để vô 30% đi. Nó để vô 30% tại tụi em chưa có điểm credit nữa. Cái điểm credit chút xíu video sau nói. Yes. Đó. À 30% của 2 tỷ là nhiêu? 32.600 đúng không? Giờ tao hỏi thiệt hai gia đình hai bên mà cho được 600 không? Hả? Cứ là cho được đi hen. Cứ coi giờ cho được đi.
nó cho được. Còn mày lấy mày lập gia đình mà gia đình hai bên mà không cho được 600 nữa, mày kiếm khác mày cưới đi mày ơi. Hoặc là mày kiếm thằng khác mày cưới đi, mày cưới cái thằng đó không có chết thì thương mại gì chân trời vậy, đúng không? Bây giờ mình ngon mình có quyền mình lựa đào. Tao nói tụi bay rồi, tụi bay từ khi quá dở thôi. Còn bây giờ các em ngon lành thì em có quyền lựa đào chứ. Giống như bồ Duy Nguyễn phải làm sao? Thôi tao lựa chứ trời, đâu phải con nào tao cũng yêu được trời, đúng không? Giống như đi massage vậy thôi, nhìn không được đi ra em, cảm ơn. Người khác vô, mình bỏ đồng tiền ra mình có quyền. Và ngược lại tụi em có kiến thức, tụi em có nghề nghiệp ổn định, tụi em cũng có quyền chọn lựa vậy. Còn mày chọn ngu thì mày chịu thôi chứ giờ mày chọn ngu thì tao cứu. Giờ không cãi nữa nha. Cha mẹ hai bên gom lại thằng cho 300 đi. Bán nhà, bán đất, bán heo, bán bò gì đó cho thằng 300, hai thằng cộng lại 600 không có nhiều nữa. Rồi, giả sử là tiền đúc đầu tiên hàng 600 là có. Rồi cái số còn lại là nhiêu? Tỷ tư đúng không? Bây giờ tỷ tư nè. Bây giờ 1 tỷ tư 4, 0. Mấy tỷ tư nhiêu số 0 mày? 140 triệu. Rồi, tỷ tư 1 tỷ tư mà nhân cho 1,5. Tại mày vay ngân hàng 15 năm thì em vay càng lâu em trả lãi hàng tháng nó càng thấp, còn em vay càng ngắn em trả lãi hàng tháng nó càng cao, em hiểu không? Thì anh tư vấn em hai móc đó, móc 10 với móc 15 á, chứ còn móc 5 anh chịu nổi đâu. Móc 5 là tiền hàng tháng nó còn dư xong mua xe hơi mày, đúng không? Trời ơi ông anh gì mày dân chơi mà tính rồi có xe hơi nha. Rồi ok chưa? Nhân cho 1,5 ra 2 tỷ 1. Vậy nhiêu tháng? 180 tháng đúng không? 180 tháng chia cho 180. Một tháng trả 11 triệu mày. Một tháng trả 11 triệu. Hai vợ chồng mày nhiêu vậy? 25 triệu. 25 triệu trả 11 triệu còn nhiêu? Còn 14 triệu. 14 triệu cứ cho chi phí chung cư 2 triệu nữa đi. Còn 12 triệu. 12 triệu hai tụi bay gán sống được không? Sống dư rồi mày ơi. 12 triệu túc tắc hai chồng mày có con đâu sợ. Còn thằng nào mà cho em út học dưới quê là nó thôi, có đời đen như mẩm chó luôn, khỏi bàn nữa. Ủa bắt kèo đó mày tính nổi rồi mày ơi, kèo đi vượt biên đi. Thiệt á, sống với con khỉ gì nhà mày dở dữ vậy, đúng không? Cái đó là lỗi định mệnh, lỗi cha mẹ nữa, đẻ cho đồng. Không cho tiền đi học giờ nó ngu cả bầy, giờ support nuôi từ chích bà nội luôn rồi. Nên cưới vợ lấy chồng đừng bao giờ lấy con cả chứ đừng bao giờ lấy con cả. Đủ luôn đóng em luôn. Lấy con mộng của tao nè. Khỏi luôn nào hết á, hoặc lấy ngút. Nghệ thuật mà mấy em. Không cách được, đúng không? Cuộc sống nè. Một khi đặt giấy vô ký hôn nhân gia đình là mình phải tính chứ. Không có trách mình được, không có tôi chịu trách nhiệm với bà cả đời, tôi phải tính với bà. Đúng không? Tôi phải tính chứ. Gia đình bên bà, gia đình bên tôi nữa, tôi gia đình tôi lo gia đình bên bà, không bên tôi hờn tôi sao? Ông mẹ tôi đẻ tôi ra tôi chưa nuôi được một ngày nào tôi nuôi mẹ bà. Những cái điều đó mình không nói ra thì mình phải nghĩ trong đầu. Vậy là 11 triệu một tháng là mua được nha. Là khả năng mà ở chung cư rất là ok, đúng không? Từ khi mày làm mày bị đuổi thôi. Mà mày làm mày bị đuổi thì mày vẫn có bảo hiểm thất nghiệp, mày sợ cái gì, đúng không? Thí dụ như hai vợ chồng mày đen mắm chó bị đuổi luôn được á, ok luôn. Cuộc đời đủ đen mắm chó, hai chồng bị đuổi được luôn. Vậy thì mức lương của 2 3 là 25 triệu, đúng không? 25 triệu thì bị đuổi thì nó còn 75% của 25 triệu. Tao lấy 25, tao nhân cho 0.75 ra 18 triệu. 18 triệu vẫn trang trải được, không sao, đúng không? Người xin việc làm đi, mày đuổi hay bị đuổi mày nghỉ tháng 2 tháng thôi chứ mày nghỉ hoài. Bị FPT đuổi chạy qua TMA đi, hiểu không? Xong ổn chưa? Có con thoải mái luôn, đẻ đứa hai đứa cũng ok. Cái đó là tính bài toán nó hơi thấp đó. Mày làm sao năm sau mày tăng lương nữa chứ? Mấy thằng IT nó tăng 1 năm 20% đó, đúng không? Mấy thằng IT nó làm 1 năm tăng 20% là năm sau thằng chồng nó lên, để coi nó nhiêu, nó 15 nhân 1,2 bằng cái gì? 15 nhân 1,2 bằng 18 triệu. Ghê chưa? Vợ tăng lên cho là 2 triệu nữa thôi. Thằng chồng 18, vợ 20, tăng lên mẹ nó 30 rồi. Tiền nhà thì chỉ có giảm thôi, không có tăng, đúng không? Đừng có cãi tao, tiền nhà chỉ có giảm thôi, không có tăng. Đó. Mà tiền lương chỉ có tăng, không có giảm. Thì cuộc sống này sợ gì mấy em? Sợ gì mua nhà không được. Khi mà tụi em đã có hợp đồng mua nhà rồi,
đúng không? Kẹp hết hồ sơ làm dịch vụ vô hộ khẩu, đúng không? Làm dịch vụ vô hộ khẩu, con của mày sau này con ở Sài Gòn, đẻ là đứa con hộ khẩu ở Sài Gòn, nó học trường Sài Gòn, má ngoài gì công ngắn ngày. Thấy bài toán nó khả thi không? Còn trong trường hợp mà cha mẹ mà lỡ mà nghèo quá trời luôn rồi, cái bài toán chỉnh lại chút, đừng mua nhà 2 tỷ, mua nhà 1 tỷ rưỡi thôi, mà tụi em phải mất thời gian khá lâu để tụi em build ra số tiền, tập ngân hàng, và tụi em phải làm thêm nữa, tại vì tụi bay xuất phát điểm quá thấp, đúng không? Thì bây giờ á, tụi em phải để dành thôi, ở nhà mướn 500 triệu rưỡi đi, bài toán cũ 25 triệu để dành một tháng, chắc là dành 15 triệu nổi không? Không nổi cũng phải nổi, nữa ai biểu mày nghèo, đúng không? Bây giờ 25 triệu một tháng, hai chồng mới ăn 10 triệu thôi, mà đã dành 15 triệu, một năm được 180, đúng không? 4 năm thì mày được nhiêu rồi? Thì mày phải mất 3-4 năm để mày có được số tiền đó là mày mua nhà thôi. Còn chồng mày cầm tiền nó đi quýnh bài, hay chồng mày cầm đi cá độ đá banh thì coi như đời mày lấy lộn chồng đi, đúng không? Thì tao nói rồi à, cái chuyện mà kết hôn nó quan trọng. Mình không bao giờ tính bài toán mà mua nhà cho một thằng, không ai tính đó. Người ta nói an cư mới lập nghiệp, tao lấy vợ lấy chồng tao mới mua nhà, tao ở mình tao mua làm cái con khỉ gì, đúng không? Ở mình sao mua nổi, mà ở mình cũng không có mua nữa, cứ ở nhà thuê vậy đó, quen con này dẫn về quất xong rồi bữa sau bỏ nó đổi nhà. Ủa, đàn ông nó sống vậy đó, không ai đi mua nhà anh chồng trời, đúng không? Chỉ có vợ chồng người ta xác định là ừ, tôi đến với bà là nghiêm túc, bà đến ông tôi rồi bà đến với tôi là cái như là tình yêu đích thực. Ô, hai chồng gấp gạo thôi cơm mua nhà, bài toán mua nhà nó xuất hiện khi lấy vợ lấy chồng thôi. Thì cái đó là cái cách duy nhất mà là tụi em để có được cái ngôi nhà, mà đó là cái cách mà cũng khá là hiện đại mà tất cả những công dân của những nước tiên tiến trên thế giới đó là đó. Nên các bạn trẻ nào đó mà không có cha có mẹ hướng nghiệp thì cứ nghe cái bài toán của tôi để mà tham khảo nha. Chưa, có thể là các em đang học lớp 11, 12 thì các em phải nghe trước cái bài toán này để tụi em hoạch định học trường gì để ra có được số tiền đó, đúng không? Đừng có bao giờ mơ mình làm chủ, đúng không? Mình không thể làm chủ khi mà mình chưa biết làm công. Bây giờ các bạn học những ngành bay bổng rất dễ chết, nào quản lý tài chính doanh nghiệp nghe ghê vãi đạn, xong rồi gì công nghệ kỹ thuật cao đồ nghe cũng hay á, thất nghiệp cái là móm nha con, học cái nghề gì vừa thôi, IT nè bảo đảm vừa thất nghiệp. Tại xã hội bây giờ là xã hội 4.0, xã hội tri thức, IT chỉ có thiếu chứ không có thừa, khẳng định đồng chí luôn, đúng không? Mà lỡ á, mình học IT á mà trong nước làm được thì sẽ có lao động nữa, ủa cái cha gì. Nhiều cách kiếm tiền lắm, nhưng mà anh kiếm tiền anh xây dựng trên cái nền tảng mà tụi em có ăn có học. Cái nền tảng là học đại học để ra trường, mình làm trong cái môi trường tri thức, mình kiếm cái đồng tiền dựa trên chất xám của mình, cái điều đó quan trọng. Chứ anh không có chỉ cho tụi em cái cách mà bây giờ cha mẹ bán đất cho thằng cục đi, trong khi mày ngu mày cũng chết rồi. Cái đó không phải là cuộc sống em, anh khẳng định luôn. Chỉ có tri thức nó mới mang ra được cái đồng tiền mãi mãi vĩnh hằng cho tụi em. Cưới con vợ nó cũng nên như vậy. Chứ bây giờ tụi em tính chuyện con nhỏ này nó bán tạp hóa đèn tháng nó vô 10 triệu, 15 triệu gì đó, tính vô đó chết. Mà tụi em biết là có rất nhiều người tính như vậy. Nên mấy thằng mà tối ngày mày học đại học chi ra làm 7-8 triệu, tao không học đại học tao làm 15 triệu, mấy thằng đó tính vậy chứ. Anh nói thiệt, cái quan trọng nhất á là mình phải có kiến thức, mình phải có cái nghề để mình kiếm tiền nó mãi mãi. Yes, đúng không? Mày kinh doanh được, đâu có nghĩa tao kinh doanh được đâu. Ví dụ giờ tao làm IT buổi tối kinh doanh cũng được vậy. Mày ăn nhiều đúng không? Mà mày là thằng IT, mày có ăn có học nữa, cái trí tuệ mày nó cao nữa, mày chém gió bán hàng ghê thằng kia, thằng kia chỉ thằng lớp 12 thôi, mày lớp 12 mày rồi ăn hôi với anh hả cưng? Ôi má, tó một cái một tán liền luôn, chết liền nha cung, đừng có anh bị đặt cảnh với chị. Cảnh với chị. Đâu, nó cái chuyện nhà cửa nó không hề khó. Không phải khó mà. Quan trọng là bạn không có được cái sự nhìn nhận tư vấn, đúng không? Không có được sự nhìn nhận bạn tư vấn, đâu có ai có dư được cục tiền bỏ cái đùng ra mua. Không phải có hết á. Bây giờ bạn kêu nhà chung cư 2 tỷ kiếm nó ra 2 tỷ mà mua, đợi bạn kiếm được 2 tỷ nhà lên 4 tỷ rồi, đúng không? Nên ta phải chụp giật ngay từ lúc nó còn rẻ.
khi mà hôn nhân coi gia đình nó hỗ trợ được không, tính kỹ đi, tính kỹ đi. Còn không thì bạn phải mất vài năm để bạn gồng gánh nữa. Mà khi mà mất vài năm gồng gánh, cuộc sống gia đình nó khó khăn quá, là tình cảm nó thay đổi. Biết bao nhiêu thằng lấy vợ lấy chồng, nghề nghiệp chả có lông ba lông bông, cũng lúc đầu cũng hứa ghê lắm, thôi chúng ta yêu nhau là được rồi, rồi sau này chúng ta chịu thương chịu khó, đâu ai giàu ba họ, đâu ai khó ba đời, cứ đại đi anh đẻ ra đứa con đi, đúng không? Trời sinh voi sinh cỏ nó đâu chết đâu mà anh lo. Ừ, xong rồi cái nghề nghiệp chả có, con ốm vợ đau, gánh nặng nặng quá, thôi bỏ mẹ cho thôi. Con nhỏ kia thì ôm đứa con, sau này lấy chồng. Ủa, chồng nó đâu thương đâu, không ai mà đi rút cửa nợ vô người hết đó. Nên cái video này nó chỉ dừng lại ở cái việc mua nhà, nên Duy chỉ tư vấn mua nhà. Mà mua nhà thì xã hội trước sau nó cũng ở chung cư. Cái đây là cái con đường lập nghiệp tự thân nha mấy em. Con đường lập nghiệp tự thân đương nhiên mình nhờ cha mẹ là nhờ mức độ nhỏ, mức độ nhẹ là mức độ mỗi bên xì ra 300 triệu thôi. Nó cũng có quá lớn, nó cũng có quá cao. Chứ còn mấy thằng mẹ nhà mặt phố bố làm to, ăn ở một điều, cha mẹ mua cho nhà, mua luôn cho xe hơi nữa, mà không làm được cái đám ôn gì hết, thì tụi em còn hãnh diện hơn nhiều. Tại vì tụi em làm được chính bằng năng lực của tụi em, thì đồng tiền của tụi em nó chỉ có tăng không có giảm. Và sau này cuộc sống tụi em nó có một cái đẳng cấp rất là cao. Mà cái đẳng cấp như thế nào thì từ từ anh mới làm video chia sẻ được, chứ nó dài quá mấy em. Quay phim đủ 30 phút chưa? Hơn nữa, thôi nghỉ nha mấy em. Làm vlog anh canh rồi 30 thôi, nhưng mà tặc anh nói nhiều. Mà thương tụi mày tao mới nói thôi, chứ đâu cổ thấy mẹ. Có gì comment ở dưới nha, anh tư vấn tiếp. Tại anh nói thật sự, anh cũng cảm thấy cuộc đời này anh giỏi thiệt, mà anh cũng có chút xíu gọi là nó may mắn đó. Anh nói chung là cũng thằng nghèo chết đi lên, nghèo sợ hen tôi hơn tụi mày nữa, nhưng mà anh cũng có được những cái ngày hôm nay anh có, thì cũng muốn tụi em như vậy thôi. Thì khi anh lên mạng anh chú ý là anh diễn, mà anh là dân sống ảo nha, lên video này nọ cũng gán chửi cho nó hay, nói cho nó hay để cho nó có view thôi, chứ tụi em đâu có biết được trong lòng Duy Nguyễn là một bầu tâm sự. Bye bye nha. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.